ngày nay và tất cả gửi đến tất cả các bạn của hội trường trong bài hát là Cung Đàn Mùa Xuân của Tổng Tuấn, với tất cả các bạn nam thanh niên ca sĩ của chúng mình lên một điệu nhảy disco thật là hay nhất của buổi trưa ngày hôm nay để mừng cho hạnh phúc trăm năm của hai bạn Đức Nam và Thùy Linh hôm nay. Xin mời tất cả các bạn thanh niên nam nữ của chúng ta hãy lên hôn trường để chúng ta có một điệu nhảy vui nhất ngày hôm nay. Xin mời tất cả các bạn hãy lên hôn trường.